Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh mới nhất tại dự án hầm chui trị giá gần 800 tỷ đồng trên địa bàn quận Hoàng Mai. Đó chính là dự án hầm chui tại nút giao giữa đường Giải Phóng và phố Kim Đồng. Đây sẽ là hầm chui thứ 5 của Hà Nội và cũng là dự án hầm chui đầu tiên trên trục đường vành đai 2.5. Các bạn cũng vừa thấy là phần hầm hở bên phía Định Công hiện đang như một cái bể bơi sau một thời gian mấy tháng không thi công gì. Hiện tại có một mũi thi công ở một bên đường Giải Phóng để chuẩn bị đào hở thi công hầm kín. Còn lại thì liên danh nhà thầu đang tập trung ở phố Kim Đồng bắt đầu thi công đoạn hầm hở và tường chắn trên phố này. Hàng rào tôn đang quây đến 2/3 lòng đường để phục vụ thi công nên giao thông đi lại khá là khó khăn. Có thể thấy hàng dài phương tiện đang nối đuôi nhau. Hình như là các phương tiện vẫn theo thói quen là vòng vào phố Kim Đồng này để quay đầu đi về phía nam theo đường Giải Phóng nên mới xảy ra cái tình trạng này. Không rõ là vào giờ cao điểm thì sẽ ra sao, nhưng mình thấy rằng đây sẽ là một cái điểm nóng giao thông khá lớn bởi dự án giao thông đang triển khai trong vòng ít nhất 1 năm nữa. Sau mấy tháng rào chắn lòng đường thì giờ đây nhà thầu mới bắt đầu đào và đổ bê tông các cái đoạn tường chắn của hầm hở trên phố Kim Đồng. Hầm chui Giải Phóng Kim Đồng sẽ có quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài hầm và đường dẫn là 890m theo hướng vành đai 2.5. Trong đó phần hầm kín dài 140m, hầm hở dài 320m, đường dẫn có tường chắn dài 430m. Đoạn qua hầm có mỗi chiều 2 làn xe, rộng 3.5m. Đây là khu vực trung tâm nút giao giữa vành đai 2.5 và đường Giải Phóng. Hiện tại đang rào chắn một chiều đường Giải Phóng để thi công đoạn hầm kín ở trung tâm nút giao. Còn đoạn hầm kín nằm bên dưới đường sắt vẫn đang bỏ ngỏ. Dù cái đây mấy tháng mình có nghe nói về việc nhà thầu đề xuất biện pháp thi công hầm kín qua cái tuyến đường sắt, nhưng có lẽ chưa chuẩn bị xong. Dự án được khởi công từ tháng 10 năm 2022, đặt kế hoạch xây dựng trong 3 năm để hoàn thành vào năm 2025. Tuy nhiên mình thấy tiến độ thi công có vẻ đang không đạt được như kỳ vọng. Đây là những hình ảnh mới nhất trên phố Kim Đồng. Dù đang quây hàng rào tôn khá rộng nhưng không có nhiều máy móc thiết bị thi công hay công nhân để thi công hầm hở trên phố này. Còn đoạn hầm hở đã hình thành một phần bên phía Định Công thì đã không có cái dấu hiệu thi công từ mấy tháng nay. Mặt bằng cũng chưa được bàn giao hoàn toàn nên công trường đã xanh cỏ và ngổn ngang những vật liệu xây dựng cũng như phế thải xây dựng. Dự án này do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Nhà thầu là liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Sienco 4, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình 3. Đây là một dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2021-2025 nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giữa đường vành đai 2.5 với đường Giải Phóng, từng bước hoàn chỉnh tuyến đường vành đai 2.5 theo quy hoạch, đặc biệt là cải thiện mạng lưới hạ tầng giao thông đi qua quận Hoàng Mai, nơi có mật độ dân số cao bậc nhất Hà Nội. Do hiện tại nhà thầu bắt đầu quây hàng rào tôn trên đường Giải Phóng và phố Kim Đồng nên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lưu thông đi lại trên đường Giải Phóng do trục này có cái lưu lượng phương tiện khá lớn. Đây là một cái nút giao thông quan trọng mà nếu hầm chui được hoàn thành thông suốt cùng dự án đường vành đai 2.5 Đồng Hồng Giáp Bát thì sẽ phần nào giảm áp lực giao thông cho nhiều nút giao thông lân cận trên đường Giải Phóng cũng như các cái tuyến đường ngang ngõ tắt trong khu vực, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển của người dân. Tuy vậy thì đoạn tuyến dự án đường vành đai 2.5 Đồng Hồng Giáp Bát vẫn đang trong bế tắc. Đây là một dự án BT có tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng. Chiều dài đoạn tuyến là hơn 2 km và đã được triển khai qua nhiều năm trời nhưng chưa đạt được kết quả đáng kể. Bản thân dự án này có nhiều vấn đề nên vẫn đang chờ kết luận và xử lý của thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng. Đường vành đai 2.5 của Hà Nội được quy hoạch và hình thành mở rộng dựa trên những cái đoạn tuyến giao thông hiện hữu. Tuy nhiên là dự án đi qua nhiều khu vực có cái mật độ dân cư dày đặc nên đang gặp nhiều thách thức từ công tác giải phóng mặt bằng. Hiện tại mặt bằng đoạn tuyến giao thông này đang rất là ngổn ngang vật liệu xây dựng do phải chờ nhà đầu tư triển khai thi công trở lại. Từ trên cao các bạn có thể thấy mật độ xây dựng khu vực này lớn cỡ nào. Tuy vậy thì mạng lưới giao thông lại rất kém. Những khu vực trống còn lại sau này có thể mọc thêm những tòa chung cư mới. Có rất nhiều vấn đề khi nói về đô thị hay hệ thống giao thông ở quận Hoàng Mai. Mình chỉ có thể nói chung như vậy để mọi người cùng thảo luận và nêu thêm ý kiến trong phần comment nhé. Hy vọng là lần tới khi quay lại dự án hầm chui Giải Phóng Kim Đồng sẽ có nhiều tiến triển mới. Ngoài ra thì có một số hầm chui ở Hà Nội theo quy hoạch thì cũng hy vọng sẽ được triển khai trong năm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Mình là Biển của Hà Nội 24 giờ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.